Vâng, kính thưa cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh của Bùi Hải Vlog nha. Thì ở bên đây nghe phong phanh gì chùm chuyện nội bộ gì trên nhà của chị Hồng Loan là cô chú anh chị. Để em qua em quay clip ghi hình rồi em sẽ gửi tới cho cô chú anh chị xem nha. Rồi một bầy quá đông luôn nè. Giải thoát đó. Dạ cổ cũng còn suy nghĩ là vấn đề cha mẹ với ông bà này kêu làm nghệ sĩ á, cổ không dám. Nó muốn giải thoát cho nhẹ, nó không nó, cái lúc nó lấy chồng sớm để làm chi? Để ra khỏi cái vòng xoay ở trong cái gia đình quá ghê gớm luôn. Ghê giỏi vòng xoay nhưng ăn mà ăn thì cũng ăn thừa, mặc đồ cũng mặc đồ thừa. Dạ. Thấy tội nó không? Quá tội nó luôn. Ra khỏi cái vòng xoay nhưng mà ai ngờ khi mà ra khỏi cái vòng xoay thì gặp cái ngã tư. Gặp đèn đỏ nữa cô. Ừ. Ngừng lại tiếp ha. Không giờ Hồng Loan được vậy cô mừng ghê. Rất là mừng. Nó cũng chơi chiều cái bữa mà coi mẹ con bà kia dọn xe đi á, vui gì đâu. Cô ngồi nhà cô có trời ơi đã quá. Mà mình không lên nó được. Chắc bữa chắc cô cười giữ tay luôn. Cười quá trời cười. Cô là cười nhiều nhất, cô cười bằng mãi nó mày khùng mày cười quải mãi. Nó còn đang coi nè, má coi không? Cái má nó thắng hả? Cô nói luôn, ờ thắng rồi. Như vậy là thắng 90% rồi còn gì nữa. Nếu mà người hiểu lực thì người ta nhìn đó là người ta bên. Những cái người mà đã vô cái kêu là gì ta? Theo dõi cậu rồi bắt đầu là theo luôn à, không bỏ được ngày nào đâu. Dạ. Nên không phải mở ra coi chút mới chịu nổi. Dạ. Cái đó là giống như là bị ghiền rồi. Ghiền luôn rồi. Ờ dạ. Như cô á, giờ bị nghiện luôn rồi. Ừ. Cũng như mình xem phim mà phải xem cho tới tập cuối coi. Coi tới tập cuối á. Dạ. Đó. Thì mới đây nó chiếu cái cảnh cuối rồi đó cô. Cảnh cuối là đi đo đắt rồi đó. Cảnh đó đâu phải cảnh cuối rồi. Chưa con ơi. Em chưa kết thúc mà. Ý là mới cảnh đó còn tiếp cảnh nữa nhưng mà thì mới quay tới cảnh đó hả? Cảnh đó là cảnh gần cuối. Gần cuối. Chừng nào mà cảnh cuối có chữ gì cáo khó. Kết thúc á. Cáo khó kìa mà cảnh cuối. Chừng nào có chữ có pháo. Có pháo. Có pháo hả? Nhiều cái lập lực đó. Yeah, bởi giờ nghe chảnh gì mà sao trời bộ lục đục quá trời con Năm. Lục đục cũng ba vụ đóng phim mà con. Người thì vô tình thôi. Người thì coi nặng lời nói, với lại nói chung ra cô nói thì với con là hiểu lầm thôi. Dạ. Chuyện bé xé cho to. Giờ làm mà cho mà con nói giờ nhất cử nhất động gì của Phương Lê hay là Nguyên Vũ hay Vũ Lân hay là mình tin gì là cũng bị cộng đồng người ta moi ra người ta xé người ta bào à. Bởi vì mình thấy như thế nào như cô tụi con trên này cũng vậy nè, đoàn kết với nhau đi. Có tiếng nói chung là không có có tiếng nói chung là không ai ra, không ai nói được mình hết. Còn cứ xịa đầu này xịa đầu kia, nhất là ăn sỏi ở thầy là mệt lắm. Sỏi là ăn đá hả cô? Ăn sỏi ở thầy là ăn mình đó. Ăn đá là ăn mình á, một mình hốc đá vô ăn đó. Nó thật mấy câu nãy giờ một lý. À tự nhiên làm vậy chi cho ở bên kia ngồi nó hả họng nó cười hả cô nè. Ờ làm vậy tụi nó cười. Làm Phương Lê dở. Bên đây nội bộ lục đục. Nó thấy vậy nó không khoái đó. Thì đó nó cười quá trời thấy mấy ngày nay. Ờ đó. Người ta ngồi lại nói chuyện. Ờ. Đừng có nên livestream lên nói thế này thế kia. Ờ kêu Nguyên Vũ ra. Ờ trời ơi ông làm vậy anh làm vậy chết em rồi này kia không. Thì Nguyên Vũ sẵn sàng liền chứ có gì đâu mà phải lên la ôm sùm. Dở chỗ đó nghe Lê Phương. Phương Lê gì vậy? Phương Lê. giống bữa gì à? Ừ. Công tiên gì công gì? Công viên Thủy Tiên đổi lại thành công viên Thủy Tinh. Công viên Thủy Tinh. Nghe cái đó người bể bụng cười lỗi. Nói ở ngoài tàu. Nói bị ngược lại. Cô đừng nói là hồi đó ngược lại nữa. Không, cô hay nó lái lắm nha con. Lái hả? Léo lỡ. Nó lái mà nói lái siêu đẳng luôn á. Siêu đẳng hả? Nói thuê lương không? Ừ. Đi lái lại có chứ không như bữa cô vô thấy cô tụi con sao chứ cô có cái cảm giác như là cậu độ cô tới nơi tới chốn luôn á. Như bữa ai dễ vừa về lọt vô đó vô cái một vô ha vô cái một quá tự nhiên vô cái bữa đó con quên. Phải như lúc mà cô vừa vô đó ha. Là con chạy theo sau lưng con kêu mới dậy nó. Anh mới dậy hơi của Năm vô kìa. Trời ơi sao con không làm vậy đi. Nãy giờ thọt mấy câu gì không. Cao thủ đậu bằng tranh thủ. Đó giờ đâu có cơ hội mà để học cô Năm đâu. Bây giờ cô Năm đang vui rồi mình phải học bả. Đâu có biết
Bữa thằng Niêu với tụi con kêu cô đi, cô đâu có biết là cho đi cho vô hay không cho vô. Rồi cô diện đồ lên cô đi đại với cô biết không có cho vô kiểu đó chắc cô không đi rồi. Ai ngờ cao cậu cũng xui khiến sao vô chọc lóc, ngọt lành ha. Luôn. Thiệt. Vô vui. Tính ra cô Năm cũng gan chứ. Cô ăn gan cóc. Thì cô á, cô Năm gan cô đi. Cô đến tự nhiên luôn ha. Không sao cô tự nhiên kinh luôn á. Con nghĩ chứ, cô Năm chắc cũng có được thiệp mời. Tụi con là nghĩ vậy luôn đó, thật sự luôn á. Đâu có nghĩ mà cô ấy đâu. Nói gì mới hay nè. Thiệp lòn, thiệp mời là không lo gì. Bây giờ lên tuyên bố vậy là chết cha con. Giấu thì đừng nói luôn. Đi chung với lo. Không. Thì nói chung ra mình cũng không ngờ luôn á. Không ngờ cậu khiến như bữa cúng cậu 100 ngày cũng vậy. Tự nhiên cô bưng khoai mì với bánh tằm vô là cô đâu nghĩ Hồng Long đi sau đít cô đâu. Cái cô mới vừa đổ bánh tằm bánh là cô la Ngọc cô nói chứ sao mày để trong bịch mày không đổ ra dĩa mày cúng đàng hoàng. Cái cô vô cô vừa đang lâm khum cô đổ thì ở đây vô một đống luôn, các cô đứng chung luôn. Các cô được cầm nhang đốt cho cậu luôn. Thấy không? Mà bao nhiêu khán giả có mình cô được cái nhang đốt. Lúc đó con ở ngoài cũng chạy. Có mình là chú Sử đưa cây nhang cho cô đốt. Cô rồi luật sư rồi Hồng Loan với lại chồng Hồng Loan với mấy người đó. Tự nhiên cầm nhang vô đốt ngon lành luôn. Cậu cũng khiến cho thấy không? Cậu khiến cho đó. Hôm qua có phóng viên lên cũng. Lên đây hả con? Phóng viên nhà báo hay? Ba bên phóng viên. Ừ. Ra cũng từng làm cho đài truyền hình. À. Người ta giấu không nói thôi. Đúng rồi. Đó. Thỉnh cho con phơi nắng hồi nãy giờ. Cũng lâu rồi. Vậy là từ bữa đám cưới con Loan là hôm nay bao nhiêu tuần ta? Hai tuần. Mấy cái chủ nhật rồi. Hai qua ba tuần rồi đó. Từ từ đi. Ừ. Mấy cái chủ nhật rồi. Hồi đó con Năm đẹp ghê luôn. Mà đi mắc mưa trời ơi, tao quấn tóc quấn đồ tao làm dữ dằn lắm, xuống xả như mà đành xuống tới chỗ rồi thắt tóc nó thẳng cao rồi thẳng băng luôn. Còn cái bà một bà cô Tuyết có đi chung với cô có kỹ lắm trời ơi, xuống tới chừng là hai cô cháu quẹ hai chị em quẹ vô kia trời ơi, bà xả lên cái bà y công chúa bà khu queo không bị gì hết trơn. Còn mình thì ưa ngồi đằng trước mình ướt nhẹp. Cô Năm đến khán giả đến đông quá trời. Cô Năm ngày nào cô Năm cũng đến đi. Trời đất ơi. Cảm ơn cô Năm nhiều nha cô Năm. Khán giả buổi trưa cũng tới, bữa nay mộ cậu rất là đông luôn ngay cô chú anh chị ơi. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog nha cô chú anh chị.